Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, buổi tối ngày hôm qua khi mà chị phát trực tiếp xong thì có rất là nhiều bạn đã nhắn tin cho fanpage và hỏi về trích đoạn mà ngày hôm qua chị đọc khi mà nêu ra những cái cảm nhận về thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và các bạn ấy cũng rất là thắc mắc bây giờ mà em muốn sử dụng thì em cần phải lấy cái đoạn đó ở đâu, và chị có thể làm một cái video clip để có thể đọc lại về phần đó để em có thể cảm nhận được nhiều hơn không. Thì ngày hôm nay chị đã cố tình làm một cái video clip như thế này bởi vì chị nghĩ là nó cũng khá là cần với các bạn. Bởi vì một số lý do nên hiện tại chị vẫn phải đang dùng một tay để có thể quay được video clip này, được không ạ? Nên là các bạn sẽ thông cảm. Và bây giờ chị sẽ đọc cho các bạn một số những cái câu văn hay, một số những cái câu đắt ở trong đoạn trích mà ngày hôm qua chị đọc cho các bạn, trích dẫn trong tài liệu của giáo sư tiến sĩ Chu Văn Sơn các bạn nhé, về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh như thế này. Sóng Xuân Quỳnh. Sóng không chỉ là tên một thi phẩm đã gây xôn xao cho nhiều thế hệ. Sóng không chỉ là biểu trưng cho một hồn yêu chưa từng nguôi yên. Sóng còn là nguồn sống, nguồn năng lượng mà nữ thi sĩ ấy đã truyền lại cho Mai Hậu qua mỗi tiếng thơ của mình. Và lâu nay, lòng thơ của mỗi chúng ta, người mờ, người tò, người đang yêu, người đã yêu đều thầm thu, thầm phát thứ sóng đặc biệt ấy, sóng Xuân Quỳnh. Không còn phân biệt được sóng tạo nên Xuân Quỳnh hay Xuân Quỳnh đã tạo nên sóng. Chỉ biết rằng chị sinh ra là để dành cho thơ. Dù đầu đời vốn học vấn còn chưa cao, nhưng hồn thơ của người con gái ở vùng đất La Khê Hà Đông ấy đã luôn dồi dào và dạt dào. Dù chặng đời đầu từng dấn thân vào nghiệp múa, nhưng chị đã sớm rời khỏi sân khấu để gia nhập thi đàn. Dù cuộc sống nhiều trắc trở với tuổi thơ lận đận, tuổi xuân gian lao, tổ ấm đầu đổ vỡ, tổ ấm sau sóng gió, nhưng lòng chị vẫn không khi nào nguôi thơ, những tập thơ lần lượt ra đời. Thơ Xuân Quỳnh là những niềm đau đáu bình an giữa thời tao loạn. Khi binh lửa, đạn bom cuốn mọi thân phận, mọi nguồn lực vào cuộc chiến, thơ ca cũng không thể nào say máu anh hùng mà cất lời sắt máu. Dù không thể cưỡng lại thời, song những tiếng thơ thầm kín và mãnh liệt nhất, Xuân Quỳnh vẫn chỉ dành cho những niềm khao khát yên lành. Cho góc vườn đôi lứa, tổ ấm sáng đèn, vành nuôi sơ tán chiếc tã ban mai, cho lời du thèm mặt đất, tiếng gà nhớ nắng trưa, cho những bông hoa nghẹn hương, những cánh chuồn lạc bão, những thứ bé mọn thôi, vô nghĩa nữa, mà lại hằng nhen nhóm cư mang chăm chút cả cõi đời. Đó mới thực là những con sóng dưới lòng sâu của hồn thơ Xuân Quỳnh. Theo cách ấy, Xuân Quỳnh là người đàn bà bước dưới đạn bom mà làm thơ về sự sống. Và chúng ta có thêm một đoạn nữa như thế này. Vị trí ấy của Xuân Quỳnh dường như mỗi chúng ta hôm nay ở đây cũng đã dành sẵn trong lòng mình, cũng như mỗi lòng yêu đã dành sẵn một bến bờ để sóng Xuân Quỳnh tìm về vỗ mãi. Được không ạ? Các bạn thân mến, thì đó là một số những cái câu văn rất là hay ở trong cái đoạn trích mà ngày hôm qua chị chia sẻ với các bạn khi mà chị nói với các bạn về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Chị hy vọng rằng là với phần video clip ngắn ngủi mà chị vừa chia sẻ thì các em có thể giúp cho mình có thêm những cái nhận định thật là hay và sẽ giúp cho các bạn có thể hoàn thành những cái bài viết liên quan tới bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh một cách trọn vẹn nhất các em nhé. Nếu như mà các bạn còn đang mong muốn chúng ta có thể nhận thêm nhiều tài liệu hay hơn nữa thì đừng quên rằng hãy ngay lập tức đăng ký khóa học online của chị Hiên sẽ khai giảng trong vòng 5 ngày tới thôi các bạn ạ. 5 ngày cuối cùng để chúng mình có cơ hội cùng học với nhau trong một khóa học bên nhau trọn đời. Và tất nhiên rồi, chị sẽ đem tới cho các bạn những điều còn thú vị hơn như vậy rất nhiều nữa. Và chị chúc cho các bạn sẽ có được một buổi tối thật là vui vẻ. Và chúc cho các bạn sẽ ngày càng yêu môn văn hơn. Nếu như có thể thì chúng mình hãy gặp nhau ở trong khóa học văn thực chiến em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo. Bye bye!